để bắt đầu, hãy xem ứng dụng một động này như thế nào. Đọc vị trí vua trắng và di chuyển nó qua con tốt màu đen bên cạnh nó để bắt nó ra khỏi bàn cờ. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nhúng vào vòng gợi ý nếu bạn cần giúp đỡ. Đặt vua trắng nổi bật trong màu xanh lá cây và thả nó trên con tốt màu đen được tô sáng màu đỏ. Chào mừng đến với học viện cờ vua của huấn luyện viên Jay. Tôi là trợ lý cho huấn luyện viên Jay và tôi không thể nào hào hứng hơn khi giới thiệu bạn với thế giới cờ vua thật thú vị. Nếu bạn vẫn còn ở đây, hãy để cho tôi cho bạn thấy những điều cơ bản của cờ vua. Ở bên trái bạn sẽ thấy một bàn cờ. Tôi đã chuẩn bị nó cho bạn rồi đó. Nếu bạn tự setup quân cờ trên bàn cờ, bạn luôn muốn đảm bảo hình vuông ở góc phải có màu trắng hoặc là màu sáng. Tiếp theo, để tôi chỉ cho bạn từng quân cờ, tôi sẽ dạy bạn cách sử dụng chúng sau. Nhưng bây giờ, hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm hiểu các tên của quân cờ. Đầu tiên, chúng ta có bốn quân xe. Những quân xe này nằm trông giống như những lâu đài, được dựng lên ở bốn góc trên bàn cờ. Và mỗi người chơi bắt đầu với hai quân xe ở hai góc bàn cờ. Chúng ta đảo mắt vào bên trong vòng quân xe, chúng ta thấy các quân mã. Quân mã là những quân rất hữu ích và trông giống những con ngựa nhỏ, nhưng đừng gọi chúng là ngựa, hãy gọi chúng là hiệp sĩ. Tiếp theo, chúng ta có quân tượng. Các quân tượng trông giống như chiếc mũ mà bạn có thể đã thấy Đức Giáo Hoàng đội. Cuối cùng, chúng ta thấy hai quân mạnh nhất. Một là vua, hai là hoàng hậu. Hãy nhìn nữ hoàng trước. Khi bạn xếp một bàn cờ, bạn có quên ô cờ nào là hậu và vua, nên nhớ quân hậu luôn đi trên màu sáng của mình. Vì vậy, quân hậu trắng đặt trên ô màu trắng và quân hậu đen đặt trên ô màu đen. Và quân cờ cuối cùng, quan trọng nhất là quân vua. Bạn sẽ tìm hiểu sao tại sao nhà vua lại quan trọng như vậy. Nhưng đây là một gợi ý. Nếu quân vua bị chiếu và không thể trốn thoát, thì đó gọi là chiếm chết mát, là chưa hết. Ồ, và tôi gần như quên mất mấy đứa nhỏ, đó là những con chó. Mỗi người
Chỉ bắt đầu với 6 con chó, với 8 con chó. Họ bắt đầu bằng cách tạo thành một bức tường bảo vệ trước tất cả các quân khác. Quân tốt là những quân nhỏ, rất khó khăn. Mặc dù chúng không mạnh lắm, chúng rất quan trọng.